Em mời cả nhà cùng tham quan cái vườn hành mới trồng ha. Đây là hành mới trồng đó cả nhà. Hành lúc này thì cũng có giá lắm nè, 20 mấy ngàn ký á cả nhà. Này là của nhà anh hai em. Anh hai vừa mới trồng hành xong nè. Còn phía bên đó là cải. Đây là vườn cải đó cả nhà. Đây là cải xanh nha. Cải xanh này cũng mới có cấy thôi. Cả nhà nhìn thấy cây dừa đã ghê không? Trái quá trời luôn nè. Bên đây cũng được hai hoài. Để em quay cận cảnh coi. Đây, ba hoài luôn. Quá trời trái luôn cả nhà. Nhìn mê ghê á. Mà nó hơi cao, hơi khó hái. Hổm anh em bị té lần nên giờ anh cũng sợ khi hái lắm. Còn cái đó là chắc ảnh gieo cải quá. Đây là đồ nghề của ảnh nè. Đây là cái máy, cái đồ để mà xới đất lên đó cả nhà. Kênh của Năm Miền Tây mến chào các cô chú và anh chị. Đầu video thì em chúc các anh chị và cả các em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì em cũng vào bếp và chia sẻ với cả nhà bữa ăn đơn giản của gia đình nhà em. Ở đây là em có 3 quả cà tím nè cả nhà, một ít hamburger chay, và đây là hành. Gốc hành thì em sẽ xắt qua một bên, và một bên là lá hành. Hôm nay thì món cà tím em sẽ làm một món là món cà tím hấp nha cả nhà. Món cà tím hấp á, thì ăn rất là ngon nè, không có bị ngán nữa cả nhà. Cà tím á, thì ăn rất tốt cho cơ thể nè, đặc biệt là những bạn nào mà đây là hamburger thì hôm nay em sẽ chiên ha. Hamburger thì em sẽ chiên ăn kèm với lại cà tím luộc. Rồi bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp với em nhé. Để chuẩn bị cho cái món cà tím này thì bây giờ em sẽ sắt ra nè. Trong khi sắt cà tím thì cả nhà chuẩn bị cho em một nồi nước sôi như thế này nè, để lát mình sẽ hấp nha cả nhà. Để cà tím hấp nhanh thì cả nhà sẽ sắt ra nhỏ giúp em nè. Mình sẽ xẻ quả cà ra ha. Bỏ đôi ra và mình bỏ ngắn lại cho dễ ăn nè. Sau đó mình sẽ xắt cái miếng vừa ăn. Như thế này thì khi hấp á, thì nó cũng sẽ nhanh hơn cả nhà. Mình không cần phải qua cái giai đoạn xé nữa. Cà tím hấp á, thì nó vẫn còn giữ được cái độ ngọt nha cả nhà. Rất là ngon luôn. Giờ mình chỉ cần làm thêm cái phần nước sốt nữa là ok rồi. Bạn nào thích ăn nước sốt á, thì mình có thể kèm thêm nước sốt. Cái trái này nó không có được ngon nè, nhưng mà nó không có bị hư nha cả nhà. Cái này thì mình bỏ dọc nè và sắt ra cái miếng vừa ăn thôi. Cái cà này nó không được ngon lắm.
Rồi sau khi quả cà đã được bổ xong rồi nè cả nhà, bây giờ thì nước cũng đã sôi, bây giờ em sẽ đem đi hấp ha. Cái nồi nước hấp lúc này cũng đã sôi nè, cả nhà sẽ xếp đều vào đây. Cái này là mình phải xếp hai lớp nè. Rồi sau khi xếp xong á thì mình sẽ đậy nắp và mình chờ cho cà nó chín nha. Rồi bây giờ dầu nóng á thì em sẽ chiên luôn thằng hamburger nè. Hamburger này là hamburger chay đó cả nhà. Mình mua sẵn thôi, mình chỉ về nhà ta chế biến sẵn là mình chỉ về nhà chiên lại thôi. Chiên cái này thì cả nhà để lửa vừa thôi. Nếu mà để lửa lớn quá thì nó rất là mau cháy. Này nó cũng mau chín lắm cả nhà. Lâu lâu ăn món này để trở vị nè. Hôm nay là ngày 15 nên em sẽ ăn lạc. Cái món hamburger này em được biết là khi qua nhà bà chị ăn á cả nhà, thì chị đãi cho em cái món hamburger qua ăn có một lần là em nhớ hoài luôn, nó rất là ngon luôn. Em ăn chay mà em tưởng nó là ăn mặn không á, nó ngon lắm. Nó rất là dễ chín, mới đây mình đã thấy nó vàng rồi nè. Mình sẽ cho nó vàng đều hai mặt nha. Đây, khi cả nhà thấy nó vàng đều hai mặt như thế này là mình có thể gấp ra. Mình sắp lên dĩa luôn ha, sắp theo ý của mình. Rồi vậy là đã chín hết rồi cả nhà, mình sẽ tắt bếp. Rồi vậy là xong, cái dĩa hamburger đã xong rồi đó cả nhà, nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt luôn á. Bây giờ thì em sẽ pha cái phần nước sốt để lát mình ấy rưới vô cà ha. Em sẽ cho vào đây là một muỗng nước tương, nửa muỗng tương ớt,
và một muỗng dầu hào. Cả nhà cho tiếp vào đây là nửa muỗng đường, 1/3 muỗng bột ngọt. Sau đó mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này ha. Cả nhà cho tiếp vào đây là cho em là 3 muỗng nước. Rồi như vậy thì mình khuấy đều lên. Mình sẽ khuấy đều cái phần hỗn hợp này lên để lát mình sẽ pha chế cái phần nước. Mình sẽ cho làm cái phần nước sốt cho cái món cá hấp của mình. Rồi, như thế này là đã ok nè. Rồi, mình sẽ đổ bớt cái phần dầu ở trong chảo hồi nãy mình chiên hamburger cả nhà. Mình đổ bớt ra, chừa lại một ít thôi. Chờ lại một ít để mình làm nước sốt cà ha. Khi thấy dầu đã nóng thì cả nhà sẽ cho hết cái phần gốc hành vào. Mình sẽ phi cho nó thơm, không cần quá vàng. Mình chỉ phi cho nó thơm thôi cả nhà, không cần vàng nha. Bữa nay em bị viêm họng rồi nên cái giọng nói nó hơi khào khào. Tiếp đến thì cả nhà sẽ cho hết cái phần nước sốt vào. Tùy theo cái lượng cà của mình á, mà mình gia giảm theo cái lượng nước sốt nha cả nhà, hoặc là tăng cái lượng nước sốt của mình lên. Rồi, tiếp đến thì cả nhà sẽ cho hết cái phần hành lá vào luôn và mình tắt bếp. Khi tắt bếp thì cả nhà cho vào đây một ít tiêu ha, để cho món ăn của mình thêm nó thơm hơn và đậm đà hơn. Khi mà sốt lên nước cà thì cả nhà sẽ nhớ là cho thêm một chút hành phi nha. Giờ mình thăm cái nồi cà lúc này như thế nào như thế nào. Đây cái nồi cà của em. Bây giờ mình thăm cây cà đã chín chưa ha. Cà đã chín rồi đó cả nhà. Nè nó mềm mà. Mình sẽ tắt bếp ha. Giờ mình gấp ra thôi. Rồi bây giờ em sẽ gấp cà ra. Rồi ba trái cà mình ra được một dĩa như thế này nè cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ rưới cái phần nước sốt lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước sốt vào. Khi nào ăn là mình hãy trộn lên. Sau đó thì cả nhà sẽ cho một ít hành phi ha. Rồi vậy là đã hoàn thành xong cái món cà tím rồi nè cả nhà. Cà tím luộc nè ha, đi kèm với nước sốt và dùng thêm một ít hamburger chay nữa. Rất là ngon luôn cả nhà. Cà tím thì mềm nè ha, nước sốt thì nó vừa ăn đậm vị nè. Còn hamburger thì cũng rất là ngon luôn. Lâu lâu ăn rất món này rất là lạ miệng nè cả nhà.
Em mời cả nhà dùng cơm với em nha. Bây giờ cái phần cá thì mình sẽ trộn lên, hoặc là mình chấm cái phần nước sốt nó đọng ở đây nè cả nhà. Phần cà thì rất là vừa ăn cả nhà, rất là vừa ăn luôn, nó không có quá mặn cũng không có quá lạt. Cái món này hào cơm nha, dễ ăn. Nhớ thơm cái mùi hành nè, cái mùi hành phi nữa nè cả nhà, béo béo của dầu rất là ngon. Cái món ăn này làm á thì không tốn nhiều thời gian nè, nhưng mà lại ngon và lạ miệng đó các anh. Những bạn nào ăn chay thì mình hãy thử làm thử xem như thế nào ha, còn có ngon giống như mình nói không. Hôm qua lướt trên mạng đó cả nhà, em thấy được cái hình ảnh hình ảnh cái ông kia ông tự sát, trời nhìn đáng sợ quá. Bây giờ có những cái á, nhiều khi vô duyên lắm cả nhà, chết một cách vô duyên á, em gọi là một cách vô duyên luôn á. Không biết giận dở cái gì, em chưa có thấy là nó nói rõ nguyên nhân, nó chưa biết rõ nguyên nhân. Không biết giận dở kiểu gì, giết vợ xong rồi mình tự sát. Trời ơi, mà tự sát đâm biết bao nhiêu nhát á, ổng mới chết. Ghê quá. Nói chung bây giờ con người á hành xử thiếu suy nghĩ lắm cả nhà. Hành xử rất thiếu suy nghĩ. Thí dụ như là giờ mình có lầm có lỗi hay gì đó thì mình có thể là bỏ hoặc lấy gì hoặc bỏ mặt. Chứ tại sao mà phải giết người đến nỗi như vậy? Nếu như mình không chết thì mình phải ngồi tù. Còn nếu ta chết á thì lại mang tiếng giết vợ. Cái đường nào á thì cũng nổi tiếng hết á. Cái đường nào em thấy cũng nổi tiếng hết á. Mà bây giờ rất là nhiều. Em thấy là những cái hình ảnh này đừng đưa lên mạng, anh thấy sợ quá. Em coi xong em ám ảnh quá. Em không có coi nhưng mà con gái em nó lướt nó thấy cả nhà. Nó đưa em coi xong em cảm giác sợ thiệt. Tại sao giờ con người lại như vậy không biết nữa. Hở ra một cái là chết, hở ra một cái là chết. Thiếu gì con đường để mà đi. Mình chết như vậy khổ. Trước hết là mình khổ, khổ người thân của mình. Người thân mình đau lòng lắm. Do vậy phải suy nghĩ thật kỹ. Tại vì cái bản thân này, cái tấm thân này là do cha mẹ mình tạo ra nè. Mình phải biết yêu thương trân quý. Người ta bệnh mà người ta còn phải sợ chết mà. Người ta sợ phải xa gia đình, xa con cái. Muốn giữ được mạng sống này. Còn có con người thì lại muốn hủy hoại.
ông trời không bao giờ tiệt cái đường sống của chúng ta. Nếu cái con đường này chúng ta đã cạn rồi, không còn lối đi nữa, thì dĩ nhiên sẽ có một con đường khác rạch ra. Chứ mình nghĩ là có đường cùng, không bao giờ gọi là đường cùng hết. Em ví dụ như những người đi ăn trộm ăn cướp mình, hoặc đi hách tài sản của người khác để trục lợi riêng, tại sao không mình không đi làm công nhân đi? Công nhân bây giờ lương tháng cũng rất là cao, nếu mình không ăn học cao nhiều. Mà em nghĩ những người hách nhất là những người ăn học cao đó, họ rất thông minh, họ mới làm được cái điều đó. Mà tại sao chọn con nghề này không biết nữa. Vì cái này việc nhẹ, em nghĩ là việc nhẹ. Chứ bây giờ em sợ nhất là cái lớp trẻ nó hung hăng lắm cả nhà, yêu thương mù quáng. Yêu thương rồi hy sinh lẫn nhau hết, nhưng mà hy sinh không đúng. Hy sinh mà có ý nghĩa thì em không nói gì, hy sinh không ý nghĩa. Yêu người đó quá, người đó bỏ, suy nghĩ tới cái chết để lôi kéo người ta lại. Nhưng những cái hạnh phúc đó thì không bao giờ giữ được đâu, rất khó giữ. Và bản thân người đó về sống chung cũng rất là khổ luôn. Tối ngày lấy cái chết ra hăm dọa không? Ảnh hưởng tâm lý quá. Giờ sao thấy nhiều cảnh thấy, thấy sợ quá. Làm con người thì ai mà không biết yêu, nhưng yêu cũng phải có lý trí một chút xíu, chứ không phải là yêu cuồng, yêu dại, yêu bất chấp. Cái yêu như thế là không có ý nghĩa nha cả nhà. Biết người ta không yêu mình thì thôi, mình phải dừng lại, đừng cố chấp, giành giật cho bằng được thì hạnh phúc đó cũng không trọn vẹn đâu. Chà, bữa nay nhiều chuyện quá rồi, nấu ăn và qua tới chuyện tâm lý luôn. Mà nói tóm lại một câu á cả nhà, hôm nay cà tím rất là ngon nha. Thật sự mà nói cà tím rất là ngon, ngon nhất nách luôn. Nhưng mà cái này ăn nó phải ăn liền, để tới trưa chắc nó bị yếu quá, bị thiêu quá cả nhà. Nói nãy là muốn trễ giờ lắm, ăn lại em đi làm cả nhà ấy. Không biết cái clip này để gì cho ngầu nè. Không để cà tím xách cà, cà tím hấp. Không lẽ đừng để là cà tím hấp. Sẽ điên rồ trong tình yêu. Chắc để clip vậy quá. Sẽ điên rồ trong tình yêu. Giờ tình yêu có nhiều sự điên rồ quá. Có rất nhiều sự điên rồ, nhưng mà chúng ta phải biết dừng lại nha. Đừng có cuốn theo, cuốn theo thì nó khổ thôi. Tùy theo sự phản ứng của đối phương mà chúng ta phải biết dừng lại. Đối phương bảo dừng phải dừng, không được cố chấp. Trong tình yêu là như thế. Đối phương kêu dừng mà không dừng là mốt có chuyện à, tới công chuyện á. Tới công chuyện đó cả nhà ơi.
mà đa phần á đàn bà họ dừng được cả nhà, nhưng mà đàn ông họ không có dừng được. Em thấy đa phần là như thế. Thằng nào nó phải có lý trí, lý trí nó biết dừng, nó biết hiểu thì biết dừng. Còn nhiều cứ phóng lao hả, nhiều thằng cứ nó phóng lao tới bất chấp. Những con người vậy phụ nữ cũng nên tránh xa ha, tránh xa, nhưng mà tránh xa nhẹ nhàng nha, tránh xa bạo lực quá là tới công chuyện nữa. Thôi em xin dừng video tại đây nha cả nhà. Em chúc cả nhà nè ngày mới nè thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là phải ra nhiều clip nha, đừng có giống em nha, hai ngày mới ra được một clip nè. Thôi em xin chào và tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào clip sau nhé.